Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Đèn Máy Mình Sơn. Hôm nay chúng tôi tiếp tục lên sóng cho quý vị các bạn một chiếc máy cưa xích của Husqvarna, đó là chiếc cưa 236. Và cái mẫu này là hàng Nhật bãi đã có sử dụng và chúng tôi mua được qua đường hàng bãi. Đối với model 236 thì các bạn nhìn cái form dáng nó giống cái con 240 hôm qua chúng tôi quay, và giống với cả mẫu 135 đang bán mới trên thị trường Việt Nam hiện tại. Giống 135, giống 435. 435, 135 thì là một, nó chỉ khác nhau là 435 có bảo hành, ở 135 bán hãng không bảo hành. Và 236 này thì có kiểu dáng giống hệt luôn. Do đó thì các bạn có thể tin tưởng vào việc là khi con này nó bị hỏng hóc thì có đồ thay thế. Và tất nhiên nếu thay đồ hãng thì giá buốt ruột anh em ạ. Nhưng mà không sao, dù gì nó có đồ thay là tốt rồi. Và ở đây các bạn có thể thấy được chiếc máy này qua video chúng tôi đang quay còn khá là đẹp. Xin mời quý vị các bạn đến gần hơn, các bạn sẽ thấy được rõ hơn chiếc máy này như thế nào. Và mình sẽ cố gắng đánh giá một cách chi tiết nhất để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn nếu mà muốn chốt hàng từ xa. Chiếc này thì các bạn có thể thấy sử dụng lam bi ngắn. Lam này theo mình nghĩ khoảng tầm 45 phân cả chuôi. Xích này là xích mini. Các bạn thấy không? Xích này vẫn còn khá là ổn, đẹp. Cũng đẹp đấy. Lam này còn chữ Husqvarna luôn. Tức là lam dùng rất là ít thì nó vẫn còn cái chữ sơn này. Lam dùng nhiều thì không bao giờ còn chữ sơn này đâu. Lam đầu bi nha các bạn nha. Tất nhiên rồi, cưa nhỏ thì lam đầu bi. Ốp giật này 236 X-Torque, động cơ X-Torque này. Con này thuộc E-Series nhá, Series E. Tức là các dòng E-Series thì đa phần xuất xứ tại Mỹ. Chiếc này đây, các bạn có thể tem đây, 236 Husqvarna. Nà, đấy, sản xuất năm 2011. 211 năm nay 2022, 11 năm rồi. Tình trạng của nó khá đẹp, chắc là cái người chủ cũ mình nghĩ là dùng ít. Đây, tăng xích tay à. Ôi ôi, tăng tay sao được đúng không ạ? Hơi hám này, đây các bạn có thể nhìn thấy. Vậy thôi, cái này là cái này là vặn tay này, mai sau ví dụ cái vặn nhựa để gãy thì các bạn lắp thẳng con đốc này vào. Mình thì mình ghét cái này. Dòng này thì mini, trọng lượng nhẹ đây, gửi cho bạn xem một số cái thông số nhá. Con này là nặng 4,7 kg, dung tích là 38cc. Model của nó là 236E này, 236E này. 38 cm khối, 4,7 kg, tốc độ cắt 2,7 m/s. Các bạn sử dụng con này 4,7 kg cắt gia đình được rồi, cắt tỉa nhỏ nhẹ. Con này thì các bạn có thể thấy được cái thiết kế le gió kép này, tức là khi các bạn kéo le gió ra thì công tắc đưa về vị trí mở luôn, nên anh em nhìn không ngại vấn đề bị sụp xăng. Khi mà các bạn nổ xong thì các bạn chỉ đẩy le gió vào là xong, và khi các bạn giật nổ xong, ví dụ các bạn muốn ngừng lại tắt máy thì các bạn chỉ cần đẩy xuống là xong. Đây, kéo ra là công tắc đưa về vị trí mở luôn. Đây, nó có quy trình khởi động máy hướng dẫn các bạn bằng hình ảnh rất là rõ ràng. Một bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5. Đấy, 6X này là bóp vú 6 lần nhá. Câu thần chú rất là huyền thoại rồi. Các bạn muốn nổ thì cứ bóp vú 6 lần, câu thần chú. Bóp vú 6 lần là máy sẽ nổ. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho bạn nghe cảm nhận đánh giá tiếng máy nhá. Cái phanh này thì không biết là còn ngon không. Ôi, phanh vẫn còn luôn các bạn ạ. Nhưng mà cái phanh này mình thấy nó cũng chẳng quan trọng lắm, dùng không dùng cũng được. Máy đứng chạy khá bền, lốc con này bằng nhựa nhá. Tất nhiên rồi, 236 lốc nhựa rõ ràng rồi. Giật nổ cho bạn nghe cảm nhận đánh giá tiếng máy nha. Mình vừa nổ qua rồi nên là không phải giật le nữa. Rồi. Các bạn kéo lên này, các bạn thấy kéo phát nghe tiếng hơi bộp phát không? Đây. Đấy, đúng không? Các bạn kéo ra và các bạn giật nổ thôi. Giật thì phải thật tay nha anh em nhá, đừng giật ảo tay, giật ảo tay nó vả lại ấy. Đứng máy này. Em nghe tiếng ra tí. Được không? Đó nhỉ. Tiếng hơi rất là căng nha anh em, nghe ngang tí biết cái tiếng máy có ngon hay không. Đây, các bạn thấy không? Mình đặt trên mặt bàn thì nó hơi rung. Đây, cầm tay này, tiếng máy cực kỳ êm luôn. Khá là dễ nổ. Anh em lưu ý nhá, kéo ra mắc đâu giật này. Đấy thôi, giật thật tay vào. Đối với các dòng máy 2 kỳ các bạn giật phải thật tay vào. Đấy thôi. Rồi, ok, mình đã giới thiệu qua rất là nhanh cho các bạn về chiếc máy cưa
SX236 của Husqvarna. Nếu các bạn nhu cầu mua hàng thì liên hệ với Điện máy Bình Sơn theo số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình để các bạn có thể tiện theo dõi hơn. Một lần nữa thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau. Nhớ đăng ký like, subscribe kênh và bật chuông thông báo liên tục cập nhật video mới nhất.